tư duy lập trình. Để mà làm một bài toán trong lập trình thì các bạn phải xác định được cái bước đầu tiên mà các bạn cần phải xác định, đó là dữ liệu input, output là gì, dữ liệu đầu vào và đầu ra là cái gì. Phần này rất là quan trọng, dù các bạn sau này có đi làm hay là các bạn làm những bài tập chẳng hạn, thì các bạn cũng phải biết là cái input của mình là gì và cái output của mình là gì. Bước tiếp theo là các bạn phải phân tích được bài toán của mình. Bài toán này thì đối với bài toán này các bạn xử lý bằng phương pháp gì, có những thuật toán nào. Bước tiếp theo là các bạn phải vẽ được cho được cái sơ đồ của cái bài toán đó. Cái lưu đồ thuật toán hay là cái sơ đồ thuật toán thì nó là những cái hình vẽ để mô tả từng bước làm việc của cái bài toán lập trình của các bạn. Bước tiếp theo là các bạn phải chạy từng bước cái bài tập của mình. Thì ở đây nó có nhiều bài tập của các bạn sẽ có nhiều dạng. Tuy nhiên, trong lập trình, trong cái máy tính nó sẽ chạy như thế nào thì phụ thuộc vào cái thuật toán của các bạn vẽ ra. Và bước cuối cùng là các bạn viết viết code dựa vào cái sơ đồ thuật toán mà các bạn đã vẽ ra được. Và các bạn cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cái phần này với 100 lần như vậy thì các bạn sẽ hình thành được cái tư duy lập trình. Ở đây tôi sẽ cho các bạn làm những cái dạng bài tập na ná như nhau, và tôi sẽ nâng cao các bạn từ dễ cho tới khó. Các bạn chịu khó luyện theo 100 bài tập này thì tôi tin rằng các bạn sẽ nắm được cái phần lập trình căn bản và các bạn sẽ hình thành trong đầu của mình phần tư duy về lập trình. Sau này nó sẽ là nền tảng để các bạn học những thứ khác. Ở đây tôi sẽ nói lại về cái lưu đồ thuật toán một chút. Cái lưu đồ thuật toán của mình nó sẽ gồm có 5 hình. Đầu tiên là cái hình elip, nó biểu tượng cho cái việc bắt đầu và kết thúc cái thuật toán của các bạn. Cái hình bình hành nó mang ý nghĩa là nhập liệu, có nghĩa là mọi cái dữ liệu nhập vào các bạn để trong cái hình bình hành. Hình chữ nhật thì mang ý nghĩa là xử lý và tính toán. Khi các bạn có những phép tính, phép gán thì các bạn để trong hình chữ nhật. Và thôi là hình để cho các bạn biết là điều kiện lập của các bạn là gì. Khi các bạn có những vòng lập thì các bạn để những cái điều kiện lập ở trong cái hình thoi này. Thì trong cái hình thoi này nó sẽ có hai cái mũi tên, hai hướng đi, một là đúng, hai là sai. Điều kiện lập của các bạn thì cũng sẽ hai trường hợp xảy ra, đó là true hoặc là false. Và cuối cùng là hình vuông mang ý nghĩa là xuất dữ liệu, output dữ liệu đầu ra của các bạn. Ví dụ bài toán các bạn xử lý và cần trả về kết quả là tổng của các số thì các bạn sẽ xuất ra tổng của các số và các bạn để trong cái hình vuông này.